Ok anh em, cảm ơn anh em quay trở lại con gà Bo Tôm Vlog. Và hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một con Dream cọ zin, Dream Việt. Mua xe nát bét chỉ vì cái biển đấy thôi. 17B1006888 và xe này biển xịn, giấy xịn. Chủ xe đã check chiếc các thứ là ngon lành cái đáo hết rồi mới đem đi dọn. Mua cả cái xe chỉ để lấy cái biển và dọn lại. Vì con xe này khi mà vào mình có dính rất là nhiều đồ tàu. Và đây là chiếc Dream cọ đúng phải full bạch kiểng luôn, theo đúng kiểu phong cách cũng của anh em Sài Gòn gọn rất là nhiều. Đây, quên mất mình bóc mất rồi. Đây là cái này là cái ni lông bảo vệ, đồng hồ Uma xịn. Đấy, đồng hồ Uma xịn. Và đây là bài mình dọn kiểng lên full kiểng luôn, theo đúng phong cách đỏ đen. Đấy. Và đây là chủ xe, các bạn nhìn thấy đây, chủ xe không để yếm luôn, không lắp yếm luôn. Và bên này nữa, không lắp một xích luôn. Riêng bộ nhông xích đã thể hiện rồi, anh em nhìn thấy không? Nhông xích à? Đấy, bộ nhông xích này, chơi với thụt ISS Hyper à. Đấy, đúng bài chạy kiểng luôn, không lắp gì cả. Và đây là cái này là mình sẽ để nguyên và đây chờ chủ xe đến để chủ xe nhận xe thôi. Nhưng vì là bây giờ là tháng 7 âm nên là chủ xe sẽ nhận. Ok anh em, hôm nay mình sẽ review cho anh em hai con xe có phong cách hoàn toàn khác nhau nhá. Ok. Biết rồi đúng không? Ngày xưa thì các dân chơi hay nói con này gọi là Dream chiến, con này gọi là Dream công tử. Đấy, Dream có yếm là Dream công tử, còn Dream mà không yếm, bỏ yếm đi là gọi là Dream chiến. Thì chiếc Dream này dọn theo đúng kiểu phong cách dân chơi của những anh em dân chơi 2003, 2002, 2003. Cái xe bỏ biển bỏ biết luôn. Được không chú? Mình nổ máy lên thử cho anh em nghe con Dream Việt này. Dream Thái đây. Dream đỏ nhá, mình gọi là một con Dream đỏ, một con Dream nâu nhá. Đấy. Các bạn nghe tiếng máy á, đấy, bịt bô nhá. Êm không? Êm thút thít không? Và đây, thì tiện công là camera đang ngồi đấy, mình sẽ cho các bạn xem luôn cái đồ sơn khung của mình này. Đấy,
khung này, sơn khung này. Đấy, làm kỹ chưa, kỹ từng chi tiết một luôn. Đấy, đây là sơn khung. Đa phần thì những cái vị trí này là những vị trí mà sẽ không nhìn thấy đúng không các bạn? Đấy, những cái khung này, đây các bạn nhìn này. Đấy, số khung số kia này. Đấy, số trong này, dập vào khung. Đấy, những vị trí này là đa phần là vị trí không nhìn được. Thì con này là màu này là nó gọi là màu đỏ, đỏ kiểu đỏ ớt. Đỏ không có quá nhiều nhũ, nó vẫn là đỏ nhưng mà không quá nhiều nhũ. Anh em thấy khác hoàn toàn những cái con đỏ trước mình sơn đúng không? Lòng nó màu nó hơi ánh cam lên một tí. Đấy. Màu hơi ánh cam lên tí và ít, rất ít nhũ nhá. Đây là ra ánh nắng này, ra ánh nắng này rồi. Nhưng mà cái màu nó rất ít nhũ, nó ra cái màu kiểu sơn màu đỏ ớt đấy. Đấy, gọi là màu đỏ ớt. Thì con zin này là mình dọn. Và bây giờ là dọn xong rồi, thì có hình nó chơi là mình chơi như này. Đấy, đồng hồ là chắc chắn rồi. Chứ các bạn nhìn thấy là đồng hồ Uma Racing, hàng chính hãng luôn. Đấy, đồng hồ Uma Racing hàng chính hãng. Làm bợ, làm biết các thứ phun lên xe này. Đấy, và tiếp theo nữa là ở dưới cái dàn dưới thì là mình tất cả cái mirror trước sau là mình đều sơn lại về đen bóng, đen kiểu sporty ấy. Anh em thấy ở những con dọn SH kiểu sporty thì con màu đen này là nó gọi là đen bóng chứ không có nhũ anh xanh, mà nó là đen bóng lì, nó gọi là metal black, nó gọi là metal black là chính xác hơn. Và đây là cái vành này là không phải là vành mình sơn lại đâu nhá. Vành này vành Racing Boy chính hãng luôn, và vành này là vành đen, vành đen. Hiện tại thì vành đen còn rất là ít, không còn quá nhiều. Nó sẽ hiếm hơn vành trắng rất là nhiều. Anh em có thể mua vành trắng thì rất là dễ, vành trắng nhôm rất là dễ. Nhưng bây giờ để mua cái vành đen này thì nó bây giờ nó không còn nhiều nữa. Đấy, vì là tại sao? Vì là bây giờ Racing Boy nó phân phối ra nó chỉ còn vành trắng thôi. Đấy, thì con đôi này là mình phải lên đôi vành Racing Boy đen. Đôi vành Racing Boy đen kèm với là cái mirror mình sơn về đen theo kiểu đen sporty. Đấy. Và đây là cái lốc máy này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Buồng máy này mình đã bắn cát lại, làm lại vệ sinh tất cả chế chiếc các thứ. Và đây là cái đầu bò đã sơn lại. Đấy, nguyên bản ở trong này, ngay cả phủ đề này, rồi những cái điểm mà chi tiết là ít nhìn thấy ở bên trong. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, ít nhìn thấy bên trong thì đây mình đã làm đây và để nguyên này để chủ xe chạy. Cô thì chắc chắn rồi, vẫn là cây 2543. Và đây là cái nước sơn, và đây các bạn nhìn thấy cái này là trắng, cái này là do cái lớp đánh bóng ấy nhá. Mình đánh bạn cái lớp bột đánh bóng mình đang chưa tẩy hết. Đấy. Đấy, và đây là bộ tem chrome kiểu X5 của Malaysia. Đấy. Cái này thì đặc trưng là kiểu Malaysia, thì đây các bạn nhìn thấy có mặt sự Malaysia. Đấy là cái gì? Là cái xi nhan. Đấy. Xi nhan. Xi nhan kèm đề mi. Đấy, mình tắt đề mi đi này. Đấy, bật đề mi này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, xi nhan này. Đấy. Bóng này. Và thêm cái điểm là lên xe chơi đằng sau cái nắp đít đèn hậu à. Con yên này thì là yên sắt rồi, mình vẫn đang bọc lại vì là chủ xe chưa lấy, mình vẫn đang bọc lại. Đấy, đít đèn hậu à. 29F5, con hàng từ rất lâu rồi, biển đầu F là từ rất lâu rồi. Những năm 98, 99, 97, 98, 99, 2002 là biển R của đầu 29. Đấy. Và tiếp theo là cấu hình con này là ngoài bộ tem chrome ra thì đằng sau là mình đi cái phụt phuộc ISS Hyper anh em nhé. Con này thì lắp cho Zimway rồi lắp cho Zimway Sirius các thứ rất là nhiều, nó rất là nhiều mã dành cho anh em Zimway với cả Sirius. Đấy, con này là phuộc không bình dầu ISS hàng chính hãng này. Anh em nhìn là tem ISS ở trên lắp bình luôn, lắp cái ti phuộc. Đấy, thấy không? Trong cái chỗ ti phuộc xuống này. Con này thì rất là êm. Đấy. Và bây giờ quay trở lại với chiếc xe mà mua cái biển được tặng thêm một cái xe nát. Ở đây mình sẽ đổ cho anh em Dream dọn theo phong cách zin. Đấy. Đây là cái yêu cầu của xe là dọn theo phong cách zin. Và ốc thì là có đánh dấu. Đấy, các bạn thấy nhìn ốc mình đánh dấu không? Đấy, nhưng con kia là ốc lại không đánh dấu đúng không? Các bạn để ý là con ốc kia là mình sẽ không đánh dấu. Và đây là nước máy. Đấy, được không anh em? Và nước sơn này là mình sau rất là nhiều lần ấy là mình đã có yêu cầu xưởng sơn là cái phải nâng cao cái nước sơn máy lên, thì con máy này sơn rất là đạt, mình rất là ưng cái máy này. Và đây cũng là một trong những chiếc xe mà xong hoàn thiện rồi, chủ xe chưa lấy. Các bạn nhìn này, mình quay bụi này bụi mù à, chỗ này lau à.
mình đây, chỗ này sạch chỗ này bật mình lau đi. Đấy, vì là xe phải cất đi, do là gì, do là tháng 7 âm nên là không ai lấy cả. Và cái vành này thì mình chơi theo vành là trước là 1.2, sau là 1.5, theo đúng cái thông số vành zin, dọn theo đúng kiểu zin luôn như yêu cầu của chủ xe. Thì đa phần các bạn biết rồi, đã các bạn xem vlog con béo ô tô rất là nhiều, mình đa phần mình sẽ chơi vành 1.4 1.6, thì trong cái bản vành này nó to gọc hơn thì trông nó đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà đây là yêu cầu của chủ xe là gì, dọn theo đúng zin luôn, vành đúng cũng phải 1.2 1.2 và 1.4. đây mình hiện đang đi vành trước 1.2 Goshi, sau là 1.4 Goshi. Đấy, sau 1.4 Goshi thì vành này là tất cả vành đều là vành của Honda Dream Việt. Đấy, và Meyer thì mình sơn theo đúng cái tông màu của Meyer Thái, nên là cái màu nó hơi bị đậm màu hơn so với cái màu của Meyer Dream Việt. Và cái nước sơn này thì các bạn thấy là nó đen màu hơn. Ông anh chắc lớn tuổi chắc cũng có zin rồi, anh nghe hộ em thử điều máy con này xem có anh toàn đi zin thôi. Đấy, anh nghe thử, thì vì là tại sao khi em quay ở trên video ấy, Cường Ngân mua từ ngày xưa rồi á. Đấy, anh nghe tiếng máy này có đạt không? Có phải? Đấy. Anh nghe sát rồi, anh nghe sát rồi, anh kéo lên. Nó đang nổ đấy chứ anh? Vâng. Cường tắt máy chứ không phải em Vito ấy. Đấy. Vì con này em chạy vô 2.3, to hơn. Đây em Vito rồi. Được không anh? Máy thế này đạt rồi anh? Máy rất ngon luôn, em thút thít thì khi em quay lên cái tiếng máy nó vẫn nổ lịch phịch lịch phịch lịch phịch. Các bạn hay bảo là tiếng phách. Đây anh thử con này. Con này cũng là zin Thái đây. Con này zin Thái. Hai con đều zin Thái. Nhưng con này bị lai đồ tàu nhiều quá. Giờ cái biển đẹp quá. Anh nghe máy con này làm được. Máy này hay hơn đúng không anh? Đúng rồi. Thì các bạn biết đây là... Đấy là lý do tại sao đây này. Con này là bị dính cả đồ tàu. Đây là nó phải làm lại. Con biển của nó khủng khiếp luôn, 00688 rất đẹp luôn. Con này mình làm là cực kỳ đạt rồi, rất ưng rồi. Nhưng mà nó nên, đấy là lý do tại sao mà mình nói là nó còn liên quan đến cái phôi á, cái phôi xe. Tức là cái gì, là một chiếc xe như anh em hay hỏi mình là anh ơi em có con zin Việt, em có con zin Thái, em cần dọn thì hết khoảng bao tiền. Bố mình cũng không trả lời được là hết bao tiền. Ví dụ như chẳng hạn anh em mới thay con Bo 2543 xịn, thì trong cái quá trình dọn xe mình sẽ không tư vấn các bạn là thay Bo xịn nữa. Hoặc anh em là mới thay ốp đầu đèn, hoặc là ốp xi nhan, hoặc ốp đèn pha mới. Vì tại sao trong quá trình sử dụng mình bị vỡ và mình thay hàng xịn vào rồi, thì chẳng lý do gì mình sẽ phải lại tháo ra để mình thay hàng xịn khác vào cho bạn, đúng không? Thì mình sẽ giữ lại và mình sẽ sơn lại, rồi kèm đèn pha mình vệ sinh, hoặc là đèn xi nhan mình vệ sinh, bô mình sẽ vệ sinh sạch sẽ lại, mình treo lên và đến lúc mà lắp xe lên lắp. Thì cứ lúc ấy mà bạn không thay thế cái gì thì mình trừ tiền đi cái đấy, mình tính theo tiền tính thay thế. Ví dụ nhá, cái pha đèn này của bạn cũ, mình bảo là con này đánh bóng lên nó không thể đẹp như zin được, thôi thay một cái pha mới nó rất là rẻ, nó từng này tiền. Hay là cái gá này của nó bây giờ nó vỡ, nó mủn hết rồi, thì bây giờ thay cái mới nó từng này tiền. Cái đồng hồ của anh nó cũ rồi, bây giờ em thay cho anh cái mặt thôi, thì nó sẽ là trông nó sẽ được khoảng tầm 90%. Còn nếu mà anh muốn là thay cả cái đồng hồ mới thì nó được 100%, đồng hồ cũ thì nó thay mặt nó 90% là từng này tiền, còn thay cái đồng hồ mới là từng này tiền. Đấy, hoặc đơn giản cái yên chẳng hạn, ví dụ là yên bạn rách hết rồi, bạn mang ra hàng sửa xe ở đâu đấy và bảo yên nó rách rồi, tao bị thủng, tao ướt quần rồi, bây giờ tao cần thay yên mới luôn, thì khi bạn thay cái một cái yên mới rồi, chẳng lý do gì mình lại thay một cái yên mới khác cho bạn, đúng không? Cái đấy là rất là vô lý. Đấy, yên đây, con này là yên xương nhựa đây, thì các bạn thấy là mình quay yên xương sắt rất là nhiều đó. Em ở ngay ở chỗ Hyundai Hàn Quốc. Nhựa đuôi được không anh? Nhựa đuôi xịn đấy, nhưng mà bọn em thay mới lại đấy, bởi vì nó bị hỏng rồi, vỡ. Đây, anh em thấy không? Con này là xương sắt này. Đấy, mình thay theo nhu cầu của anh em. Thì anh em bảo là cái xương nhựa thì mình bảo đây mình có hai lựa chọn cho bạn là xương zin Thái nhựa và xương zin Thái sắt, thì anh em muốn thay bản sắt hay bản nhựa thì anh em thay thôi. Đấy là quyền của mỗi anh em. Đây các bạn nhìn thấy không? Anh nhìn thấy dọn này được không anh? Quả cốp đằng trong này. Những thứ mà nó sẽ không lộ ra ngoài. Những số thứ là không lộ ra ngoài, nhưng mà bọn mình làm vẫn kỹ càng hết cả bên trong luôn, làm cả tất cả làm vui hết, vì gần như nó tất cả con này mọt hết rồi. Con này gần 20 triệu rồi. Như con này lên đồ chơi. Riêng cái đồng hồ của em đã 20 mấy rồi. Đồng hồ của em là đồng hồ điện tử của anh. Đây, đại ca nhìn con zin và đồng hồ như này đó. Vâng, con này là độ. Đại ca nhìn này, cái đồng hồ này.
Đấy. Đồng hồ của em là đồng hồ điện tử Uma luôn, Uma chính hãng luôn. Đấy. Bao tay bao tiết này, các bạn nhìn thấy không? Bao tay zin và bao tay độ này. Đây là mình thay này, con này là bao tay Daytona độ này. Con này thực ra là nó rất là rẻ, gọi là bao tay độ nhưng mà nó chỉ có 100.000, hơn 100.000 thôi. Còn bao tay zin thì nó cũng chỉ có mấy chục nghìn. Đấy. Và đây này, mình các bạn thấy không? Khi mình làm bên trong này. Đấy, tất cả cốp trước này. Này, xương yên này. Đấy là lý do tại sao mình thay này. Các bạn nhìn thấy không? Nó còn thay cả cái xương yên này luôn này. Đấy. Nó bị mọt, bị hỏng hết rồi. Nhưng giờ khi đây anh đang ai nhìn thấy đúng như đập thùng luôn. Vâng, quanh dấu vào là đúng thành xe nhất thùng này luôn. Đấy. Đấy là cái nhu cầu của anh em. Đấy, còn hoặc là tay sách thì cái thứ mà anh em rất là hay thay, anh công nhận không? Đi đường cái tay sách nó bị mủn hỏng hết rồi thì bảo ra hạ cửa hàng sửa xe bình thường thay cái tay sách xịt vào, lắp vào phát là hết có vài trăm nghìn thay xong đấy. Con này thì em cũng nhớ, em dọn lâu lắm rồi. Em dọn là xong từ tháng 7 rồi nhưng mà xe là tháng 7 là cả hai xe này không đến lấy. Hôm nay mới quay vlog chơi thôi. Quay que anh em. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi một sản phẩm độ của Béo Ô Tô. Hôm nào ghé qua xưởng em chơi. Ngay đây. Vâng, em đây với đài. Vâng. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi một sản phẩm review của Béo Ô Tô.